chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, tối qua tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi Bờ Hiền Lương, Bến Hải, tỉnh Quảng Trị tổ chức trọng thể khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình 2024. Chương trình được xây dựng xuyên suốt với chủ đề gắn kết những nhịp cầu, lấy cảm hứng từ cây cầu Hiền Lương lịch sử, không chỉ biểu trưng cho khát vọng thống nhất mà còn thể hiện tinh thần gắn kết những giá trị của quá khứ, hôm nay và mai sau tại mảnh đất của những con người yêu chuộng hòa bình, đồng thời truyền tải một thông điệp ước mong về sự hạnh phúc, phồn thịnh, công bằng, bác ái và hòa bình. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng lễ hội Vì Hòa Bình sẽ ngày càng có sức quy tụ cuốn hút, tiếp tục nhận được sự ủng hộ hưởng ứng tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân của nhân dân, du khách trong và ngoài nước để chung tay xây dựng nâng tầm giá trị của lễ hội, trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, có uy tín không chỉ của Quảng Trị mà còn mang tầm quốc gia và quốc tế. Mới đây, các sư đoàn 79309 và đơn vị thuộc quân đoàn 4 tổ chức hội nghị công chính 6 tháng đầu năm 2024. Theo báo cáo cho thấy, các đơn vị đã bám sát kế hoạch chỉ thị, nghị quyết của các cấp, đặc biệt mệnh lệnh công tác quân sự của Tư lệnh quân đoàn 4. 6 tháng đầu năm 2024, các sư đoàn, lữ đoàn, nhà trường và cơ quan của quân đoàn đã thực hiện đồng bộ quyết liệt nhiều giải pháp, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Từng cơ quan đơn vị tổ chức điều hành huấn luyện, giáo dục chính trị, giáo dục đào tạo, diễn tập chặt chẽ, bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kỷ luật kỷ cương, đơn vị ổn định về mọi mặt. Tại hội nghị, các đơn vị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Mặt quân đoàn, thảo luận đề ra các biện pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 2024. Nghị định 73/2024 của Chính phủ vừa ban hành có hiệu lực từ đầu tháng 7, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang, trong đó bổ sung chế độ tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm, áp dụng đối với các đối tượng cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang. Chế độ tiền thưởng này được dùng để thưởng đột xuất theo thành tích công tác, thưởng định kỳ hàng năm. Nghị định nêu rõ chế độ thưởng căn cứ theo kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành công việc của từng người hưởng lương trong cơ quan, đơn vị. Mức tiền thưởng cụ thể đối với từng trường hợp không nhất thiết phải gắn với mức lương theo hệ số lương của từng người. Đến hết ngày 31 tháng 1 của năm 2 liền kề, nếu cơ quan đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn vào quỹ tiền thưởng của năm sau. Trong tuần đầu tiên của tháng 7, tiếp tục có thêm nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động. Hiện đang có hơn 20 ngân hàng trả lãi suất từ 5 đến 6% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Xu hướng tăng lãi suất huy động rộ lên từ tháng 5 và đến nay đã bước sang tháng thứ 3 liên tiếp. Lãi suất từ 5% một năm vốn chỉ được áp dụng cho tiền gửi các kỳ hạn 18 tháng trở lên, thì nay lại xuất hiện ở các kỳ hạn 6 đến 15 tháng. Đối với kỳ hạn 9 đến 11 tháng, mức lãi suất trên 5% cũng ngày càng nhiều. Tính đến hôm nay, có 10 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 5% đến 5,8% một năm cho các kỳ hạn này. Theo giới phân tích, tiền gửi của người dân và doanh nghiệp tăng trưởng thấp trong những tháng đầu năm đi cùng tăng trưởng tín dụng hồi phục, khiến nhiều ngân hàng phải tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn. Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của các nước ASEAN. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, Trung Quốc chiếm trên 93% tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam với kim ngạch đạt hơn 857 triệu đô la Mỹ, tăng 78,8% so với cùng kỳ năm trước. Mới đây, đưa ra thống kê về lượng nhập khẩu sầu riêng. Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho hay, nước này đã nhập khẩu hơn 582.000 tấn sầu riêng tươi trong 5 tháng đầu năm với trị giá gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7% về lượng và 7,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, đã từng là nguồn cung sầu riêng lớn nhất cho Trung Quốc, hiện nhập khẩu sầu từ Thái Lan giảm tới 2,5% xuống còn 2,2 tỷ đô. Đáng mừng là nhập khẩu từ Việt Nam tăng 61% lên mức hơn 660 triệu đô la Mỹ. Với kết quả này, Việt Nam tiếp tục đứng thứ hai về xuất khẩu sầu riêng tươi vào Trung Quốc với thị phần chiếm 23% so với mức 15% của cùng kỳ năm ngoái. Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật 14 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai.